Quý vị thân mến, rất nhiều người đều biết trong vạn điều ác thì dâm ô là tội đứng đầu. Tuy nhiên, khi ngọn lửa dục vọng nổi lên, ít ai có thể khắc chế hay dập tắt được nó, nhất là khi xã hội hiện đại ngày nay tràn ngập tranh ảnh khỏa thân và những cảnh sắc tình ở mọi nơi. Tuy vậy, quá khứ với nền văn minh Maya biến mất, trụ vương vì mê đắm đắt kỷ mà đánh mất giang sơn 600 năm của nhà Thương, lịch sử cổ kim Đông Tây hiện diện đã giáo huấn cho chúng ta một bài học đáng nhớ. Dâm loạn, kẻ bán hay người mua đều thua bởi mất đi linh hồn. Có lúc về nhà vào ban đêm, đi qua một ngõ phố, đôi lúc lại nhìn hai bên đường, tôi thấy những tấm biển đèn sáng rực và những bảng đèn LED ghi những chữ như thư giãn, massage. Bên trong là những bóng người lờ mờ, đa phần là những thiếu nữ ăn mặc thời thượng, trẻ trung, tươi đẹp, kẻ mi vẽ mắt, thoa phấn son, có người trang điểm đậm, có người trang điểm nhẹ. Đôi lúc cũng nhìn thấy những người đàn ông ngồi trên đi văng, hoặc ngồi ngả người, hoặc ngồi vắt chân, cười nói với các cô gái. Mỗi lần nhìn thấy những tình cảnh này, tôi đều cảm thấy đau lòng, một cảm giác buồn khó tả. Thực ra, ai cũng biết họ muốn làm gì, tìm cầu cái gì. Trong xã hội ngày nay, những cửa hiệu như thế có ở khắp các phố to ngõ nhỏ ở các thành phố. Những người tham gia không biết là bao nhiêu, và cũng đã hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình, gây ra biết bao bi kịch. Họ hoặc chủ động hoặc bị động, vì tiền, vì tìm cầu những kích thích cảm giác. Bất kể là có quen biết nhau hay không, họ đang bán thân xác của mình, bán đi linh hồn của mình. Trong số họ có cả các quan chức, thương gia, cũng có những người kinh doanh môi giới và cả những công nhân, người làm công sống bằng nghề bán sức lao động. Những người các giai tầng, ở các địa vị xã hội khác nhau, ở các lứa tuổi khác nhau, đều tham gia vào trong đó, làm bại hoại đạo đức nhân loại, phá hủy nền tảng nhân loại, và cũng tự đưa mình đến bờ vực của tội ác. Câu tục ngữ, no cơm ấm cật, dậm giật trong mình, đã trở thành kinh điển của những người này. Đây là họ kiếm cớ kiếm lý để che đậy, bào chữa cho việc làm xấu của mình. Đặc biệt là những người có tiền có quyền, lợi dụng tiền và quyền trong tay. Họ không chỉ ra vào những chốn ăn chơi, mà còn mua nhà cửa nhiều nơi, chuyên dùng để nuôi tình nhân, vợ hai, phát tiết thú dục, thỏa mãn dục vọng cấp thấp. Hệ quả là họ đã tự đưa sinh mệnh mình về suối vàng hoặc vào vòng tù tội. Tôi đã từng xem một bài báo nói về một giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ của một trường đại học ngoại ngữ. Ông đã dâm ô với nhiều nữ sinh. Trường học vốn là nơi giáo dục con người, là nơi mà đạo đức xã hội và luân lý được kế thừa và hoằng dương. Người thầy là mẫu mực cho con người, từ cổ xưa đã được ca ngợi là những kỹ sư tâm hồn. Nhưng xã hội hiện nay, có một số người thầy khoác cái áo giáo dục, thực tế là kẻ tội ác cùng cực và kẻ bại hoại cặn bã của nhân loại. Những thầy giáo cầm thú liên tiếp xuất hiện, những tình yêu biến dị giữa thầy và trò xuất hiện càng nhiều, khiến những tâm hồn non nớt bị bao phủ bởi bóng đen nặng nề. Người xưa có câu, một ngày làm thầy, cả đời là cha. Người thầy giống như cha mẹ, vốn nên nhân từ với học trò, truyền thụ cho học trò nhân cách cao thượng. Nhưng họ đã không phân bề trên, vai vế, mà loạn luân, đã hoàn toàn đánh mất đi sự tôn nghiêm của người thầy, đã làm hoen ố quan hệ thầy trò thuần khiết. Họ đã trở thành cầm thú mặc quần áo, đã khiến tội nghiệp của họ càng thêm trầm trọng. Điều gì khiến xã hội loài người khác loài vật? Xã hội nhân loại là một tầng không gian đặc thù mà các đại giác giả sáng tạo ra. Quy phạm nhân luân là phép tắc đầu tiên mà mỗi con người phải thực hiện. Không có nhân luân thì con người khác gì cầm thú? Vua tôi, cha con, vợ chồng, thầy trò là những mối quan hệ cơ bản nhất trong xã hội. Lớn bé có tôn ti trật tự, nam nữ có khác biệt rõ ràng, mỗi người nên giữ bổn phận và trách nhiệm của mình. Một khi vượt khỏi phép tắc đó thì đã trái với ý chỉ ban đầu của thần rồi, cũng sẽ nhất định bị trời trừng phạt. Trong xã hội mấy chục năm trước đây, xuất hiện tình trạng nhiều người, đặc biệt là giới trẻ chưa cưới xin,
mà đã sống chung với nhau. Khi xưa, sinh con không phải từ hôn nhân thì nhất định chịu sự trừng phạt của công chúng và gia tộc. Nhất là thời cổ đại, xuất hiện sự tình loại này là điều vô cùng sỉ nhục. Rất nhiều người lựa chọn tự tử hoặc bị đuổi ra khỏi gia tộc. Nhưng lịch sử đi đến ngày hôm nay, nhất là mấy chục năm gần đây, người ta tuyên truyền và cổ suý cho thuyết vô thần và tuyến hóa sai lầm, đã khiến mọi người không còn tin vào sự tồn tại của thần Phật nữa, không còn tin vào nhân quả luân hồi, không còn tin thiện ác hữu báo, không còn sự ước chế của tâm pháp, phóng túng dục vọng bản thân vô độ. Với sự tuyên truyền cổ suý giải phóng giới tính, giải phóng tình dục, mà tính của con người đã phát tác rất lớn, loạn luân, loạn giới tính, khắp xã hội đầu đầu cũng có. Thậm chí còn có người tổ chức lễ văn hóa loạn tính đã nhấn chìm quan niệm luân lý mấy nghìn năm qua. Rất nhiều người đã mất đi sự ước thúc của quy phạm đạo đức, tinh thần trống rỗng đến cực điểm, chỉ biết tìm lạc thú thấp kém dùng tục kích thích cảm giác. Có những cụ ông 80, 90 tuổi lập gia đình với những thiếu nữ tuổi xuân thì. Có những phụ nữ tuổi 60 tìm những chàng trai tuổi đôi 10 làm bạn. Lại có những kẻ làm cha dầm ô với con gái, chú bác dầm loạn với cháu gái, vân vân. Quả là dâm loạn đến cùng cực. Vạn ác dâm vi thủ. Trong vạn điều ác thì dâm ô là tội đứng đầu. Rất nhiều người đều biết câu cổ ngữ này. Dường như mọi người đều không muốn nhà mình xuất hiện chuyện dâm loạn. Nhưng rất nhiều người không khống chế được bản thân, luôn tìm cầu cái gì đó ngoài gia đình thì mới cảm thấy đã. Vì đạo đức tụt dốc, các thứ dâm ô đầy rẫy khắp nơi, tranh khỏa thân có ở khắp nơi, treo ngay trên đường phố, cửa hàng cửa hiệu, từng phút từng giây kích thích dục vọng con người. Phim ảnh truyền hình nếu không có chút cảnh trên giường thì tỷ lệ xem bị ảnh hưởng. Tác phẩm văn học nghệ thuật nếu không có miêu tả về tình dục thì mọi người không muốn mua. Những gì là phòng chống tệ nạn mại dâm chỉ là trò bịp. Những thứ rác rưởi đã vào tận xương tủy con người rồi, trái lại còn được coi là bình thường. Quan niệm đúng sai, thiện ác, tốt xấu, chính tà của rất nhiều người đã bị đảo lộn hoàn toàn rồi. Theo phát hiện khảo cổ, nước Babylon cổ đại bị diệt vong, nền văn minh Maya biến mất, văn minh Hy Lạp suy bại, vân vân, đều có liên quan mật thiết với vấn đề dâm loạn. Trụ vương triều Thương vì viết thơ dâm, khinh nhờn nữ oa nương nương đã bị trời trừng phạt, bị đát kỷ mê hoặc, đem giang sơn 600 năm của nhà Thương dâng cho người khác. Nhìn khắp lịch sử cổ kim đông tây, sự sụp đổ, hủy diệt của các triều đại đa phần đều do giới thống trị hoang dâm gây ra. Rất nhiều gia tộc bại hoại cũng đều do dâm loạn tạo thành. Bài học đau đớn của lịch sử chẳng lẽ không đáng để tất cả chúng ta suy nghĩ? Chỉ mong có càng nhiều người sớm tỉnh ngộ, vứt bỏ tà niệm, áp chế, ngăn chặn lửa dục vọng đang nguồn ngụt trong tâm, không đứng vào hàng ngũ của tội ác, bước trên con đường tới tương lai tươi sáng. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Nếu thấy video hữu ích, xin mời quý thính giả hãy nhấn like và share. Nếu là ngược lại, quý vị đừng ngại bình luận bên dưới để chúng tôi hoàn thiện nội dung chương trình hơn nữa. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.